Hello mọi người, hôm nay nhà Vi đi chơi nè. Nhà Vi đi du lịch ở một nơi rất là xa Đà Nẵng luôn, xa cách trung tâm khoảng gần 15 cây số. He he, thấy xa ghê không? Đây là con đường biển dẫn vào khu du lịch mà Vi sẽ ở lại trong hôm nay. Rồi, đi một lúc thì cũng tới nơi rồi nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào khu vực lễ tân để làm thủ tục check-in nha. Vào nghe cái nhạc này thì mình lại nhớ tới chị Tuệ Nghi. Mình hay xem chị Bà trên TikTok, mình rất thích cái bản nhạc này luôn. Mấy em nhân viên ở đây rất là dễ thương, em nào nói chuyện cũng nhỏ nhẹ giống như Vi vậy đó. Khúc này là mấy em sẽ bưng nước ra cho mình uống nè. Ở những khách sạn lớn thì người ta sẽ có nước welcome á. Thì khi mình đến mình chờ để làm thủ tục check in thì người ta sẽ đem nước ra cho mình. Đây là món nước atiso rất là ngon Nước luôn. atiso rất là ngon. Làm thủ tục check in xong thì sẽ có nhân viên đưa mình về nhận phòng. Thuật ngữ trong khách sạn người ta sẽ gọi đây là bellman, là nhân viên chuyên vận chuyển hành lý cho khách khi về nhận Ở phòng sân hoặc bay là khi khách trả phòng. có bị gió hỉ? Đây là phòng Vi sẽ ở trong hôm nay nè. Vi đặt phòng một phòng ngủ. Đây là phòng khách. Còn phía này là quầy bar mini thì sẽ có trà, cà phê, bánh snack và các loại nước uống. Các đồ uống trong tủ lạnh thì người ta sẽ thu phí, còn những cái đồ mà trưng bày ở ngoài như thế này thì sẽ là miễn phí. Đây là phòng ngủ. Mình đi cùng em bé cho nên là có đặt trước là họ sẽ sắp xếp cái củi này cho mình. Phòng ngủ. Có một cái mình thấy đó là cái nhà vệ sinh nó rất là to. Nhà vệ sinh rất là rộng. Rộng. Này là bồn tắm đứng. Còn đây là bồn tắm nam. Nhận phòng xong thì đi bộ ra phía biển để xem phong cảnh và đi bơi. Chưa? Đây là quầy bar buổi tối sẽ có người ta sẽ bán nước đây nè. Cái lò kia là để nướng pizza đó mọi người. Buổi chiều gió dễ sợ luôn. Ở trong này có ba hồ bơi và đây là hồ bơi chính nằm ở gần biển. Cho nên gió mát nằm chiêu chiêu. Đây hay còn gọi là hồ bơi vô cực, nhìn ra là thấy biển luôn. Hôm nay trời gió cho nên người tắm hơi lạnh. Bơi đến lúc người lạnh như que kem thì trời cũng chập tối rồi. Về phòng thay đồ đi ăn thôi. Đi bộ ra phía nhà hàng. Buổi tối thì mình có đặt trước nhà hàng ở đây. Ở đây thì có ba cái nhà hàng, một nhà hàng Ấn Độ, một nhà hàng Việt Nam và một nhà hàng kiểu Âu. Ăn sáng thì sẽ ăn ở nhà hàng Việt Nam. Còn bây giờ buổi tối thì mình sẽ đặt ở nhà hàng Âu. Happy Okay, anniversary, baby. One year in a marriage. Really? Seems like longer. Getting paper. Oh yeah. Basically, Yeah, 3 years or something. Yeah. It's like 1 year in Yeah. law. Thank you.
pizza, bánh mì, thôi. À, không có đồ ăn dành cho trẻ em. Cũng lâu lắm rồi Vi mới được đi ra ngoài ăn theo kiểu lãng mạn như này. Có nến, có hoa, có gió biển và nhạc du dương. Trước đây thì những bữa hẹn hò như thế này sẽ được diễn ra thường xuyên, nhưng từ khi có con thì mọi thứ thay đổi. Hiếm khi cả nhà được cùng nhau ăn như thế này. Nếu ở nhà thì em bé sẽ được cho ăn trước, sau đó thì đến ba mẹ ăn. Hôm nào mà đi ra ngoài ăn thì ba hoặc mẹ sẽ thay phiên nhau ăn và chăm em bé, người ăn trước, người ăn sau. Hôm nay là ngày đặc biệt của ba mẹ, nên có vẻ như em bé rất ngoan và hiểu chuyện. Ngồi yên trên ghế cho ba mẹ có thời gian tâm sự với nhau. Ngoan lắm con yêu, cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé. Kiểu này thì sớm muộn gì con cũng có em thôi. Ha ha ha. Nói đùa cho vui vậy thôi. Đến giờ ba nó tám chuyện rồi, Vi sẽ quay một vòng cho mọi người xem không gian ở đây nha. Cảnh rất là lãng mạn, ánh nến lung linh, nhạc thì du dương. Cái này mà có người yêu dẫn tới đây thì hết sảy con bà bảy. Đôi lúc nhìn lại, không nghĩ là mình đã có gia đình. Trước đây, từng đi đây đi đó, đến cuối tuần hay ngày lễ là sẽ lên kế hoạch đi đâu và làm gì. Vậy mà giờ chỉ cần ở bên hai con người này thì đi đâu cũng được. Kỳ lạ ha mọi người. Hồi trước thì hai đi xem phim ở rạp, còn bây giờ thì ngồi ở nhà xem hai cha con nó đóng phim tình cảm với nhau nè. Vậy đó mà vui. Đến giờ thổi bánh kem chúc mừng sinh nhật rồi nè mọi người. À nhầm, không phải sinh nhật nha. Là ngày kỷ niệm. Okay. That's it. Okay, happy anniversary. Yeah. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Broken heart? Oh, no. Now it's just a broken heart. Yeah, not again. Yeah, broken heart. You want strawberry? Nghiền lắm. Trong nhà, mỗi lần mà đi mua sắm là sẽ mua mấy cái kẹo sô-cô-la. Vi không có nghiện con đâu. Tại vì nhìn nó thơm và ngon quá nên hôn cho đã vậy thôi. Nhiều hôm nó đang ngủ nhưng cũng chạy lên phòng để hôn trộm nó một miếng. Vậy à, chứ không có nghiện đâu à nghe. Có ai giống Vi không? Giơ tay lên nào. Vừa ăn xong thì cũng tới giờ em bé quấy vì buồn ngủ. Phải uống lại ly nước rồi đưa nó về phòng. Bình thường ở nhà là 9 giờ cho nó lên giường ngủ rồi. Ăn xong thì tranh thủ đi dạo một vòng để coi thử cái nhà hàng mà sáng mai sẽ ăn sáng là ở chỗ nào.
Đây là khung cảnh nhà hàng Hai Hai vào buổi tối nè. Nhìn bên ngoài lung linh hơn trang video nha mọi người. Đó, đẹp chưa? Thấy người ta đi chơi người ta quay đẹp lắm mà sao mình quay nó túi ù vậy không biết. Tính nói nữa mà em bé khóc quá. Thôi, cho nó về phòng để nó ngủ cho rồi. Mai nói tiếp ha. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Ê, sáng dậy, bây giờ đi ăn sáng. Buổi sáng không khí ở đây trong lành lắm mọi người. Bình thường ở nhà là ngủ nướng, nhưng mà vô đây là lo dậy sớm để đón bình minh nè. Ồ, đi bộ dưới hàng cây xanh mát. Ôi hàng cây xanh mát dưới mái trường đáng yêu. Hello, đâu có mái trường đâu. Đây là khung cảnh bên trong nhà hàng này mọi người. Vừa bước vào là Vi đã thấy rất là ấn tượng luôn. Ở trong đây người ta làm hoàn toàn bằng tre. Trên cái trần đó cũng bằng tre luôn. Còn mấy cái cây trụ ta to này mọi người thấy không? Tất cả là bằng mấy cây tre nhỏ người ta cột lại đó. Wow, thấy đẹp quá đi. We will pick the table. Do you want to go near the pool? Nhìn vậy đó nhưng mà ở trong nó rất là rộng á mọi người. Sức chứa có thể lên đến 300 người. You know what is this? Cái phần trang trí này lúc đầu Vi nghĩ đó là cái cán của con tầm. Nhưng mà sau đó thì về nhà Vi tìm hiểu mới biết được là cái này người ta thiết kế theo kiểu hạt gạo á mọi người. Đồ ăn ở trong đây thì Vi thấy rất là đa dạng, từ món Âu cho tới món Á đều rất là ngon. Lúc này Vi đi sớm cho nên là cũng chưa có đông người lắm. Đây là khu vực mà làm phở với lại trứng ốp la. Đây là phở nè, phở cao lào. Hôm bữa có cái video bà chị kia ăn lộn bánh mì giả cho nên là hôm nay Vi quyết định là hỏi nhân viên trước cái nào thiệt, cái nào giả rồi mới ăn nè. Quá trời bánh mì luôn. Bình thường Vi rất là ít ăn thịt xông khói nha, nhưng mà các bạn nhìn nè, thịt xông khói ở đây nhìn rất là ngon và bắt mắt. Vi không kìm nổi, phải gắp bỏ vô dĩa thôi. Đây là cái view từ nhà hàng nhìn ra nè. Mọi người ăn xong thường thì sẽ ra đây chụp hình. Nhà mình thì cũng ra đây để cho bé tắm nắng. Nhìn ra thấy biển, thấy hồ bơi và cỏ xanh, cây cối rồi nhìn rất là mướt mắt luôn. Đó, cho bé bò nè. Nó thích cái bãi cỏ này lắm. Why do I try? Why do I try? Nhìn hồi mà không biết cái nó là cái gì á mọi người. Ai biết thì giải thích giùm mình với. Nó giống con ốc vòi voi ha. Trời ơi.
your dildo, penis, balls. Uh-huh. What is that? Nhà Vi mỗi lần đi chơi thì lịch trình rất là đơn giản. Ăn rồi đi bơi, ngủ rồi lại ăn rồi lại bơi. Yeah, I think she's sleepy. Rồi bây giờ về phòng thay đồ rồi đi bơi nè. Okay, baby. Tính ra đi bơi một lúc rồi gọi đồ gì đó ra ăn. Mà có vẻ em bé buồn ngủ nên quái không chịu. Thôi chắc là đi về làm thủ tục trả phòng rồi về nhà cho nó nghỉ ngơi luôn. Vậy là chuyến đi của gia đình Vi đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Xin chào. Thank you for watching video. Bye.